Từ Hy Viên kiện chồng cũ Uông Tiểu Phi vì để lộ ảnh rõ mặt hai con. Từ Hy Viên đã có động thái gay gắt với chồng cũ nhằm bảo vệ quyền riêng tư của hai con. Sau màn đấu tố đối phương ầm ĩ trước truyền thông hậu ly hôn, Từ Hy Viên và chồng cũ Uông Tiểu Phi tiếp tục tham gia kiện tụng. Vào ngày 15 tháng 5, mỹ nhân vườn sao băng bất ngờ đâm đơn kiện Uông Tiểu Phi vì để lộ ảnh trực diện của hai con. Theo đó, Uông Tiểu Phi đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật 7 tuổi cho con trai vào ngày 14 tháng 5, nam doanh nhân đăng tải loạt ảnh trong bữa tiệc lên trang cá nhân, vô tình làm lộ mặt cậu con trai Uông Hy Lâm và con gái Uông Hy Nguyệt. Ngay lập tức, Từ Hy Viên đã bày tỏ sự bức xúc khi những hình ảnh rõ mặt hai con bị lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nữ diễn viên cho rằng chồng cũ đã vi phạm thỏa thuận ly hôn, đồng thời xâm phạm quyền riêng tư và sự an toàn của hai con. Điều này khiến đại ét quyết định đâm đơn kiện, yêu cầu chồng cũ nhanh chóng xóa những nội dung có liên quan. Được biết, trong thỏa thuận ly hôn, đại ét và chồng cũ đã thống nhất sẽ giữ kín hình ảnh của hai con. Điều này nhằm bảo vệ sự riêng tư, cũng như ngăn chặn một số tình huống xấu có thể xảy ra. Đồng thời, Từ Hy Viên cũng hy vọng rằng hai con sẽ có một tuổi thơ bình thường và hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Vì vậy, sau khi ly hôn, nữ diễn viên cũng hạn chế chia sẻ về các con lên mạng xã hội. Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi kết hôn vào năm 2011 và ly hôn sau 10 năm chung sống, có hai con chung. Hậu ly hôn, cặp đôi xảy ra tranh chấp về tài sản, quyền nuôi con, dẫn đến những màn đấu tố, bóc phốt đối phương. Nguồn: Netty.